Xin chào anh chị em ha. Hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi một cái chủ đề, đó là lợi nhuận bao nhiêu là cho nó hợp lý ở trên cái thị trường tài chính, ví dụ thị trường Forex hoặc là chứng khoán Mỹ. Thì phần đông tất cả các chị em khi mà chúng ta tham gia thị trường này thì cái câu trả lời chung mà khi được hỏi gì chứ lợi nhuận bao nhiêu là thỏa đáng, thì đa số người ta trả lời rằng là lãi càng nhiều càng tốt. Cái câu trả lời này nó chung chung, nó không có một cái mục tiêu rõ ràng. Và như vậy thì là cho dẫn tới cho nhà đầu tư luôn luôn có một cái kỳ vọng rất là cao, kỳ vọng rất là khủng khiếp. Hoặc là nhiều nhà đầu tư họ có thể là mới vô thị trường, họ tìm hiểu thì họ thấy rằng là ở đâu đó có những người có nhiều kinh nghiệm hơn, tức là người ta tham gia thị trường trước tiên sớm hơn những bạn này, thì người ta chia sẻ rằng là có những cái bước kinh doanh đột phá trong khoảng thời gian ngắn chẳng hạn, thí dụ như kinh doanh trong vòng 1 giờ ngày thôi 300%. Nhưng mà cái câu hỏi mà nó xa hơn nữa như vậy thì giao dịch năm nó là nhiêu, thì hầu như là cái trả lời của người người ta thì người ta bị khựng lại ngay, bởi vì hầu như là cái con số nó khó có thể trả lời được. Bởi vì có thể là trong ngắn hạn anh chị và các bạn có thể đạt được cái mục tiêu nó cao như vậy, nhưng mà trong dài hạn thì như thế nào? Mà trong kinh doanh, nếu chúng ta coi đây là một ngành nghề thì chúng ta phải hướng tới cái việc kinh doanh mà bền vững và lâu dài, thì như vậy thì nó mới mang cái tính ổn định được. Thì bây giờ chúng ta thử chúng ta vào chúng ta xem ha. Thí dụ như chúng ta vào và trong cái trang là World Cup nè, World Cup Championship nè ha. Rồi nè, World Cup Championship nha, chúng ta xem nè. Thí dụ như là năm 2019 vừa rồi vừa kết thúc xong là 31 tháng 12 nè ha, thì cái lợi nhuận của cái người đứng đầu nè ha, cái bạn là Jan Smolen nè ha, này là Slovakia ha, này là cái lợi nhuận là 113%. Rồi cái bạn thứ hai nó 80%, bạn thứ ba nó là 66%, vân vân đó. Thì anh chị và các bạn thấy đây là giao dịch 1 năm nha, mà 1 năm của họ như vậy họ đạt được cái lợi nhuận như vậy thôi. Thì từ cái chỗ đó chúng ta thấy rằng là cái gì, cái lợi nhuận mà nếu chúng ta dịch trong thời gian ngắn mà tới 300 400 năm 600% á, thì cái đó nó chỉ là tính đột phá, nó may mắn thôi, chứ nó không thể là nó bền vững được. Còn ta dịch ở đây nằm một khoảng thời gian rất là dài nè. Và đồng thời anh chị thấy nè, năm 2018 nè, tôi tham gia nè, đúng không, đây là 2018 nè, Sơn Hoàng Việt Nam nè, 72.8%. Nhiều khi anh chị thấy là 72.8%, anh chị nghĩ ôi trời cha, cái mức này nó đâu có cao đâu, tại vì thấy trong cuộc sống, trong trader, trên mạng có nhiều anh chị em chia sẻ nó khủng khiếp lắm. Ok thì có thể là ngắn hạn, nhưng mà quan trọng anh chị cần cái nào, anh chị cần mức độ ổn định lâu dài hay là cần đột phá một cái, ví dụ như nay được bùng phát lên cái mai là cái nó mất tiêu hết rồi, thấy không? Vậy nếu chúng ta đầu tư đó không phải đầu tư mà chúng ta thành là giống như đánh bạc rồi, như vậy thì nó không có mức độ, nó không có bền vững. Và anh chị có thể vào trong xem nè ha, World Cup Championship, anh chị xem những kết quả của những năm kế trước là anh chị em không, nhiều những nhà trader hàng đầu thế giới nè, đó họ để lại kết quả kinh doanh trong vòng 5 nè, đó anh chị có thể tham khảo. Do đó mà đặt lên kỳ vọng nó quá lớn, ví dụ nó dài 300% hay dài 1000% thì cái đó là một cái con số hay gọi là không tưởng, tại vì nếu chúng ta đầu tư nó lớn như vậy mà lợi nhuận càng nhiều thì rủi ro nó càng lớn, liệu chúng ta có chấp nhận được cái rủi ro đó hay không, đó thì cái đó là cái chúng ta cực kỳ phải là quan tâm. Vì vậy mà để chúng ta đặt ra một cái mức lợi nhuận hợp lý, ví dụ như chúng ta mức lợi nhuận vừa phải thôi, ví dụ như mà cái mục tiêu của chúng tôi đặt ra là tầm khoảng 5% mỗi tháng, thì cái đó là điều đó chúng tôi đã làm được và hiện giờ đã đang thực hiện được, và nhiều anh chị em đã được chia sẻ những cái bí mật đó của chúng tôi. Thì chúng ta cùng nhau vào đây chúng ta theo dõi thứ hai một số cái kết quả kinh doanh của một số anh chị em đã theo dõi đã follow chúng tôi như sau ha. Chúng ta vào đây chúng ta xem, chúng ta xem nè, chúng ta ha xem, chúng ta thấy ví dụ như giả sử như mà giờ một cái bạn này bạn đã nạp tiền vào ngày là 18 tháng 12 đúng chưa, cũng mới đây 42.000 thôi ha, 160 167 đô chấm 77 ha. Rồi chúng ta coi nè cái đó kinh doanh nha, lưu ý nha, tôi không thể quay lại được nhiều tại đây cũng liên quan tới cái bí mật kinh doanh của người ta ha, do đó về cái thông tin cá nhân, do đó tôi không thể treo cho anh chị thêm được, xem được đầy đủ thông tin của nhà đầu tư. Như anh chị thấy đặt đây là anh chị biết cái tài khoản như thế nào rồi ha. Rồi ok chúng ta xem nè, đúng chưa? Rồi đến tới ngày là 6 tháng 1 2020 thì bạn này đã rút ra 11.000 từ lãi. Nó tóm lại là cái lãi của bạn này đã lãi là tính ra là lãi là trên 9.000. Thật sự ra là bạn này lúc đầu vốn của bạn để chỉ có là 40.000 thôi, nhưng mà bây giờ cái tổng tài khoản của bạn đã lời là 40 mấy ngàn rồi, nghe không? Đó do đó là bạn đã lãi được là trên 11.000. Đây đầu thị là khi nó đang tăng nó giảm, tức là bạn rút ra đó, bạn rút ra ha, rồi sau đó bạn nạp trở lại, thì chúng ta thấy là cái mức lợi nhuận nè, thấy chưa, lợi nhuận ròng là 11.000 ha, 2022, thấy chưa, đó đó là một tài khoản ha. Rồi tôi cho anh chị xem một tài khoản thứ hai,
lợi tức ha, đây nè, ngày 18, 12 bạn này nằm 58 ngàn ha. Thực sự ra cái vốn ban đầu của bạn này chỉ có là 50 ngàn thôi, nhưng mà đã giao dịch một lần tài khoản bên kia rồi, rồi bạn đã lãi thêm 8 ngàn, do đó bạn lại qua đây bạn mở lại lần nữa, bạn nộp cho thành là 58 ngàn ha. Rồi bạn coi nè, đó, rồi bắt đầu tới cái ngày là ngày chốt sổ là ngày là 6 tháng 1 2020 đúng không, bạn đã rút lãi là 20 ngàn, rất là ngon lành ha. Rồi rồi sau đó là bây giờ đây nè, có những ngày qua để giao dịch những cổ phiếu nè, những sản phẩm đã đó lãi nè, nó tóm lại là tới thời điểm hiện tại của bạn lãi là trên 13.144, thấy chưa? Như vậy là chưa 113.144 mà ở đây là cái lúc này 58.000 thôi nha, 58.000 thôi. Như vậy thì bây giờ từ 58.000 mà lãi thêm là 13.000 à, thật ra là bạn này đã lời rất là nhiều rồi, tính là 20 mấy ngàn nữa nha anh chị và các bạn nha, coi như là về 13.000 cộng với 8.000 nữa là 21.000 này, cộng với bên kia nữa ha, coi như là chúng ta tổng cái vốn của bạn này đầu tư là 90.000, thì bạn này lãi được là trong vòng khoảng hơn 1 tháng rưỡi thôi, hai cho tới tháng rưỡi thì bạn lãi được là hơn 31.000 32.000. Như vậy thì anh chị thấy là cái mục tiêu lợi nhuận nó khủng khiếp không? Có nghĩa là lúc đầu thì chúng ta không đặt lợi nhuận quá cao, tầm khoảng 5% mỗi tháng thôi, và với 5% mỗi tháng nhưng mà chúng ta đặt kỳ vọng nó là khi mà giao dịch nó sẽ cao hơn rất là nhiều. À, chúng tôi không có hứa anh chị là nó khủng khiếp, nhưng mà ở chỗ là tôi đặt năm mục tiêu 5% thì cái đó làm được, nằm trong tầm tay. Tại sao chúng tôi dám khẳng định điều đó? Anh chị thấy rằng là tôi đã có những cái giao dịch mà chúng ta có thể tham khảo nha. Ví dụ như bây giờ tôi mở một cái trang web, ví dụ như anh chị có thể vào trong web đây là copy nè, copy chứng khoán.com ha. Rồi đó, anh chị theo vào đây đó thì anh chị xem đây là kết quả tôi dịch có tài khoản đây là live trực tiếp luôn cho anh chị xem. Rồi, kết quả kinh doanh nha, ở đây sau đó kết quả kinh doanh tham khảo ha, clip đây chưa. Rồi đây nè, eToro ha, đây là sàn giao dịch chuẩn của anh ha, trên này là hàng đầu thế giới về dịch của social trading á, anh chị thấy nè anh chưa. Thì coi như là tháng 3 2018 ha, 2019 đến tới tháng 12 2019 thì tổng lợi nhuận tôi là 56.65%, thì nói tóm lại là bình quân là trên 5% mỗi tháng đúng không, đó cái mục tiêu như vậy. Thì ở chỗ là gì, tôi vừa đạt được kết quả kinh doanh ở bên World Cup ha, World Cup năm 2018 72.8%, bên social trading đây là 56.65% năm 2019. Thì anh chị thấy bằng cái kết quả nó một cách cụ thể như vậy, do đó gì tôi không có dám nói rằng là nó lợi nhuận sẽ khủng khiếp đối với cho những anh chị em trader có thể là follow tôi, nhưng mà nếu mà mong mỏi rằng là cái lợi nhuận khoảng 5% thì chúng ta đạt được, chúng ta vừa xem qua hai cái ví dụ của các bạn đã có bây giờ lệnh của chúng tôi, thì hiện giờ là các bạn đã có được lợi nhuận như vậy. Chúng ta xem những tài khoản khác ha. Rồi cái này thì chắc là để tôi xuất ra luôn. Rồi chúng ta thấy nè ha, anh này anh nộp vô 3.000 chưa, 3.000 thì đến tới là 3.000 giờ đâu là 8 tháng 11 đúng không, 8 tháng 11, hôm nay tới 8 tháng 12, 8 tháng tới 8 đây 10 tháng 12 tháng 1, coi như là 2 tháng, thì 2 tháng lợi nhuận của bạn của anh này là nhiêu, nộp 3.000 thì bây giờ là lãi được 1.000, thấy chưa, lãi 1.000 như vậy thôi. Coi như là trong vòng 2 tháng mà anh này đã lấy 1.000, trong khi vậy là 1.000 là bao nhiêu, là 33% đúng không, 33% trong 2 tháng thì coi như mỗi tháng 15%, thấy chưa. Nó chúng ta không đặt lợi nhuận cao nhưng mà chúng ta hay đạt được những cái điều cơ bản như vậy mà nó đều ha. Chúng ta xem một tài khoản khác nữa. Rồi chúng ta xem nha. Đây còn tài khoản là ngày 24 tháng 10 2019, anh này anh nộp vào 3.700, mà đến tới thời điểm hiện tại thì anh này đã lãi được là trên 2.000, hay trên 2.000. Đây anh chị thấy nè, 24 tháng 10 đúng không, 24 tháng 10 rồi 24 tháng 11, 24 tháng 12, nó tóm là 2 tháng mấy à, chưa được 3 tháng ha. Và như vậy thì lãi 2.000 mà 2.069 này mà chia cho 3.700 thì chúng ta thấy là chúng ta lãi bao nhiêu nha, chúng ta xem thử coi. Đúng chưa, chúng ta thấy là 3.700, chúng ta lấy là 2.000 là 2.000 nè, 069 nè, chúng ta chia như đây 3.700 bằng nhiêu, 55%, 55.9%. Vậy thì tôi đã nói là anh này á, khi anh copy này lợi nhuận nào là 6% năm, coi như là mới khoảng hơn 2 tháng
thì anh này anh đạt được là gì, 55.9% là tôi gần ngoài hoàn thành mục tiêu là giúp cho anh kiếm được là 60% một năm, được chưa? Nó tuyệt vời. Nó như vậy thôi, chúng ta đặt mục tiêu nhỏ thôi, nhưng chúng ta làm có phương pháp chúng ta sẽ đạt được điều đó. Chúng ta thêm một cái ví dụ nữa ha. À, đây chị này chỉ nộp 3.000 ha, là ngày 30 tháng 10 2019 đúng chưa? Rồi bây giờ tới thời điểm hiện giờ là bạn này, chị này trên là lãi được là 946 946 đô chấm 02. Thì bây giờ chúng ta coi cho chị này chỉ lãi bao nhiêu nha. À, chúng ta lấy như đây là như đây 946, chúng ta chia như 3.000 bằng ủa phải không, 21%, 21.53%, 21.53%, thấy chưa? Rồi ok, thì bây giờ có câu hỏi đặt ra là anh chị nói ủa tại sao có những tài khoản cũng 3.000 ba mấy mà tại sao lại, tôi đương nhiên là gì, có những người là họ mở sớm hơn là 20 mấy tháng, vừa thời điểm đó có những cái giao dịch thị trường có những con sóng tốt thì khả năng vô định được sớm lại là nhiều ha. Còn chúng ta nạp trễ thì chúng ta lại gì, cái cơ hội chúng ta ít hơn. Nói như vậy thì cái vấn đề nằm ở chỗ là quan trọng là chúng ta phải biết được là cái cơ hội chúng ta phải đón đón cơ hội càng sớm càng tốt, và khi có cơ hội chúng ta nắm bắt ngay thì chúng ta có cơ hội là cái mục tiêu lợi nhuận chúng ta sẽ đạt được là lớn. Như vậy thì cái nó mang lại cho chúng ta có sự hấp dẫn hơn ha, và cái độ bền vững cao hơn. Thì để anh chị và các bạn muốn được là chúng tôi chia sẻ những cái bí mật này, những kết quả kinh doanh tuyệt vời như thế này, những anh chị em đã được đang copy tôi như thế này, thì anh chị có thể là vào trong website là kiếm tiền tại nhà ha, kiếm tiền tiền tại nhà chấm net nha, kiếm tiền tại nhà chấm net, bấm enter. Rồi ở đây anh chị có thể là tìm hiểu và tham gia cái hội thảo của chúng tôi. Tôi sẽ tổ chức vào ngày 11 tháng 1, tức là ngày thứ bảy tới đây ha, thì giờ tới thứ bảy tới đây vào lúc là 9 giờ đến 12 giờ thì anh chị tới đây chúng tôi sẽ chia sẻ. Hoặc là trong đó thì anh chị, nếu anh chị vô website là kiếm tiền tại nhà chấm net này, anh chị có thể vô gọi số hotline này ha, để anh chị đăng ký để tham dự cái buổi này. Thì đặc biệt là khi tham gia chương trình này, tôi sẽ chia sẻ đầy đủ những cái tiết mục, những cái mà chúng ta có thể kiếm được kết quả kinh doanh tốt trên thị trường này. Ngoài ra chúng ta sẽ có được cái chia sẻ được chiến lược tạo tài sản là khoảng 5.000 đô trong vòng 3 tháng. Thì đây là một trong những giải pháp rất là tuyệt vời mà anh chị có thể tham gia được tôi chia sẻ, để chúng ta có được cái sự chuẩn bị về những cái bước để chúng ta đầu tư hiệu quả hơn. À, trong thời gian tới nếu chúng ta mong muốn rằng chúng ta có thể kiếm tiền, cái thu nhập thụ động, đồng thời có thể là kinh doanh lâu dài trên thị trường tài chính, đặc biệt thị trường chứng khoán, thì chúng ta có thể bắt đầu từ ngày hôm nay đăng ký ngay ở trên cái website là kiếm tiền tại nhà.net, để chị và các bạn nhận được những tấm vé của chúng tôi, để có cái cơ hội chúng ta được trao đổi với nhau, chia sẻ cho anh chị những giải pháp cần thiết, những sự chuẩn bị để anh chị và các bạn có thể kinh doanh hiệu quả hơn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong cái buổi hội thảo của tôi vào ngày thứ bảy tới này, tức là 11 tháng 1 2020, từ lúc 9 giờ cho đến tới 12 giờ nha. Đó anh chị phải lưu ý để chúng ta có thể gặp gỡ nha, sớm hơn. Và một điều lưu ý nữa là anh chị và các bạn, khi anh chị và các bạn nhận được cái video này, chia sẻ này, thì anh chị và các bạn nên đăng ký sớm, bởi vì trong cái buổi chia sẻ lần trước của tôi thì có nhiều anh chị em đến trễ hơn tí xíu thôi, chứ không không nhiều, nhưng mà ở chỗ là đã kín chỗ rồi. Do đó chúng ta cố gắng đăng ký là chúng ta dành ra những tấm vé ưu tiên đầu tiên để chúng ta được ngồi vị trí gần để tôi chia sẻ cho anh chị nhiều hơn ha. Rồi hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video kế tiếp của tôi, và đừng quên đăng ký gấp ở trong cái buổi chia sẻ này, nhận được tấm vé này vào trong cái kiếm tiền tại nhà chấm net, kéo xuống đăng ký họ tên, email và điện thoại, bấm đăng ký là anh chị sẽ nhận được email phản hồi, và từ đó bên câu lạc bộ chúng tôi sẽ có người sẽ gọi qua để xác nhận và tặng cho anh chị tấm vé, vậy để chúng ta để gặp gỡ lần nhau sớm hơn. Rồi các bạn anh chị nha.